Không được 10 phân các bạn. Không được 10 phân. Có được 10 phân không? 10 phân. Hoàn thiện 10 phân. Đấy các bác ạ. Chia sẻ với các bác một cây rất là đại thụ. Rất thụ. Nhiều người rất là thích cái cây này. Thực tế nó rất là giá trị. Này nó mới gọi đồ chơi các bác. Chứ cây to nó rất là đắt thì công nhận rồi, nhưng mà phải máy móc mới chơi được các bác. Chứ người chơi làm sao được. Đến nỗi cắt cái tỉa cái cũng phải bắc thang bắc dàn lên. Đấy, tất nhiên. Xin chào các bác, cô chú, anh chị. Đấy, hôm nay ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch này. Hôm nay có cả chợ Vạn Phúc này. Nhưng mà sáng có việc bận không ra ngó một tí được. Thì cũng khá là nhớ xem có cái gì không. Nhưng hỏi sơ sơ anh em là chợ cũng vắng lắm. Ngày chắc ngày lễ nhiều nhà tổ chức. Vậy nó cũng không phải là cái ngày cuối tuần. Thì về tìm mãi xem có cái cây nào để là làm để phục vụ các bác không. Phải nói các bác là tôi thường cắt cây sớm. Nó có cái lý do là tôi làm phóng sự, làm video các bác. Thì nó là thành một cái thói quen ấy. Rất muốn ngày nào cũng có video. Thì mà một cái cây, một cái quá trình, một cái cây mà làm nên ấy, thì nó rất là nhiều năm các bạn. Đấy, mà để chờ bấy nhiêu năm tháng rồi để ra một cái video thì nó rất là gần như là không khả thi. Mà mình thì lại bận rộn, không có thời gian đi nhiều nơi để quay phục vụ các bác. Thì thôi, chấp nhận mang tiếng mình cắt sớm rồi về làm thì các bạn. Thì cố gắng chọn những cây nào cái mùa này nó khỏe mạnh, nó vẫn cắt xong nhưng nó vẫn giữ được form tán để nó che nắng nhé các bạn. Cây nào nó hòm hòm hoàn thiện rồi thì mình cắt. Thì hôm nay nhặt cây xì ra. Cây này chắc chắn sẽ có nhiều bác phản đối là cắt sớm thế hại cây, nhưng mà thực tế nó là một cây ổn định form tán này các bạn. Cho nên là có cần phải nuôi để biến hay là để lấy tay cành đâu mà phải cần tốt nữa. Đây nó đơn thuần là mình cắt để giữ form giữ tán. Đấy, chứ không phải là mình nuôi cây phôi nữa các bác nhé. Hôm nay sẽ làm cái xì này. Xì mà cỡ nó nhỏ nhỏ này thì gần như nó không bao giờ bị cháy các bác. Rất khỏe. Như cây trên kia các bác. Tôi cắt hôm trước này. Này lại phun mầm. Có bác nào mà cắt sớm thế, nhưng mà tất nhiên mỗi bác một quan điểm, một cái hệ quy chiếu. Ví dụ các bác ý đồ các bác đi làm cây này nó khác em, thì các bác phải đợi lâu hơn, nó là điều đương nhiên. Chúng ta không áp đặt cái chuyện là cái cách làm của mình, nhưng mà lại nhìn vào cái cách làm người khác và quy chụp nó là cách làm của mình. Đấy, thì nó rất là vô cùng các bác. Hôm nay tôi cắt cái xì này các bác, rất ngất này. Nói chung là cũng là cái mong muốn là có cái video để ra cho các bác xem thôi, chia sẻ các bác thôi, chứ còn để mà chờ nó chuẩn đét lên lúc cắt thì nó vô cùng lắm. Tôi chiến các bác nhá, vui là được rồi. Tất nhiên cây này cắt thì không hỏng được. Tôi làm tí rượu với bác hàng xóm này, người nó cứ phơi phơi không tủ. Mình đùa vào đâu bây giờ. Cây này đến cái mùa nó mát mát tôi sẽ thay cái chậu này đi. Không dùng cái trồng này nữa, tôi sẽ trồng trong cái chậu Nhật thấp thôi. Cái này làm đá cũng được, nhưng mà tôi gần như tôi không thích đá lắm. Thank you.
Dê. Quả nó nằm xuống, ngửa lên. Thank you.
Đấy các bác ơi, nó đây. Cái cây mà đợt trước em gọi nó là tòa tháp Đài Loan ấy, tòa tháp Đài Bắc ấy. Đó. Thì đây, nếu như mà để cái chậu trồng như này thì gọi là tháp lấy được, nhưng mà sau này bỏ hết, sau này chỉ trồng đến đây thôi. Đấy, là một cây mini lùn thôi, cứ lún phún này thôi các bác, nó hòm hòm mà thì cứ lún phún này mà chơi thôi. Nó sau nó càng già ra cái càng đáng yêu, cái dăm riếc của nó càng dày lại, nó sẽ tương xứng với cái màu da của cái thân này, thì lúc ấy nó sẽ rất là đặc biệt. Bởi vì to các bác hiểu, to cây to thì làm lún phún thì nó rất buồn cười, nhưng cây mini làm lún phún thì đẹp. Đấy các bác. Và cái cây to thì thường là phải để tay cảnh thật rông rộng, vườn dài thì mới có đất diễn bông tán đúng không, nhưng mà bé thì nó lại khác. Đấy, cho nên là để suy tư về một cái cây bé mà làm theo lối cây to thì nó khó lắm, nó khập khiễng. Tuy nhiên ấy, là cái quan trọng nhất là cái nhịp đầu tiên các bác nhé, tức là cái cút đầu tiên các bác nuôi ấy, thì cố gắng đủ to nhất. Tất nhiên đừng một bác, những cái bác chuyên gia thì không nói, những bác nào mới chơi cây thì xem em thì nên chọn lọc nhé, em làm thì phục vụ các bác. Như vừa nãy có nói ấy, thì không phải là một cái cây mà ngày 1, ngày 2 là xong được, mà chờ đến lúc nó xong quay lại cái video thì các bác chắc là chạy mất dép rồi. Nên nhiều khi chấp nhận làm sớm để các bác xem hình dung cái tương lai của nó là nó sẽ như nào, nhưng tất nhiên là đừng có làm sớm như vậy nhé các bác nhé. Còn đối với cây này thì cắt được, cút cán của nó rất là rụt rịt, là bo sẹo toàn bộ rồi, giờ chỉ làm lún phún nữa này. Thì các bác nào mà muốn nuôi thêm thì một thời gian nữa cũng rất là đẹp, cũng hưởng ứng rất là ok. Thế này vẫn gọi là cắt hơi sớm nhưng mà không vấn đề gì. Đấy các bác, đợt trước em đã chỉnh sửa lại, cắt cút hết cái cây này rồi. Bây giờ sắp tới tất nhiên phải chờ mát trời chút, thay cái chậu. Không dùng hai cái chồng này lôi thôi mà nó không hợp lý cho lắm. Đấy, một cây rất là đẹp. Không được 10 phân các bác, không được 10 phân. Có được 10 phần không? 10 phần. Hoàn thiện 10 phần. Đấy các bác ạ. Rồi, chia sẻ với các bác một cây rất là đại thụ. Rất thụ, nhiều người rất là thích cái cây này. Thực tế nó rất là giá trị, này nó mới gọi đồ chơi các bác. Chứ cây to nó rất là đắt thì công nhận rồi, nhưng mà phải máy móc mới chơi được các bác, chứ người chơi làm sao được. Đến nỗi cắt cái tỉa cái cũng phải bắc thang, nó dàn lên. Đấy, tất nhiên là mỗi cây một vẻ, một kiểu đẹp khác nhau. Nhưng để đồ chơi, gọi là đồ chơi ấy, cái đồ mà đi theo mình được thì chỉ đồ mini thôi. Tất nhiên cũng phải nên có những chơi những cây to thì nó mới sinh động. Ok, cảm ơn các bác, chúc các bác buổi tối vui vẻ nhé.